Alien là loài sinh vật mạnh mẽ nhất vũ trụ. Chúng không chỉ có một bộ giáp cứng rắn mà khả năng sinh sản mạnh mẽ. Ngay cả loài người cũng biến thành dụng cụ sinh sản của chúng, một loài sinh vật mạnh mẽ như thế. Đương nhiên cũng có một kẻ thù tự nhiên truyền kiếp, đó chính là kẻ săn mồi. Họ chính là Predator, quốc gia chiến đấu trong vũ trụ. Ngoài công nghệ tiên tiến cao, sức mạnh của họ cũng không kém. Chủng tộc này sinh ra để chiến đấu, ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn sinh vật mạnh mẽ thì Predator cũng không sợ hãi. Alien cùng Predator chiến đấu, sau đó đã thành công đóng băng thủ lĩnh Alien dưới kim tự tháp. Năm 1904, tại một trạm xăng cá voi ở Nam Cực, không rõ lý do tại sao tất cả biến mất chỉ sau một đêm. Lúc đó một người đàn ông cố gắng trốn thoát khỏi thứ gì khủng khiếp đang đuổi theo phía sau anh ta. Sau khi trốn vào một căn phòng, anh chỉ thấy Predator dùng thanh kiếm chuẩn bị tấn công anh ta thì một sinh vật khác xuất hiện. Thời gian đến năm 2004, Alyssa là một nhà môi trường học, hôm nay cô đang leo núi băng Rola ở Nepal. Đột nhiên cô nhận được một điện thoại gọi đến từ công ty Wayland. Muốn cô nhận nhiệm vụ, sau khi xong việc cô sẽ nhận được một số tiền lớn. Vài ngày trước, vệ tinh của Wayland phát hiện một nguồn bất xạ nhiệt không xác định xuất hiện ở khu vực 14 của Nam Cực. Đây là một phát hiện rất có tính đột phá, công ty Wayland quyết định triệu tập mọi người. Mà Alyssa là nhà môi trường học quanh khám phá sông băng nên họ muốn cô là hướng dẫn. Người thứ hai là một kỹ sư hóa học và người thứ ba là một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu về các nền văn minh khác nhau. Tất cả bọn họ đều được đưa đến một con tàu phá băng, ngoài ba người họ còn rất nhiều người khác. Sau khi mọi người tập trung, chủ tịch Wayland giải thích cho bọn họ biết về bức xạ nhiệt không xác định ở Nam Cực. Qua biểu đồ nhiệt, các chuyên gia cho rằng đó là một kim tự tháp. Chỉ là không xác định đã được xây dựng từ khi nào, bởi vì kim tự tháp này được pha trộn với Aztec. Kim tự tháp này không ở trên sông băng mà nằm dưới trong băng 2000 feet. Độ sâu mà dù cho đội khoan chuyên nghiệp cũng phải mất 7 ngày mới có thể đạt tới. Công ty Wayland đã tổ chức đội thám hiểm đi đến kim tự tháp. Ở ngoài không gian xa xôi trên một con tàu vũ trụ đang dần tiếp cận trái đất. Bên trong tàu có 3 Predator đang xem hình chiếu kim tự tháp, họ đã định vị và khóa vị trí, sau đó bắn tia laser vào kim tự tháp. Bên kia đội thám hiểm theo vị trí đã đến một trạm săn cá voi bị bỏ hoang, kim tự tháp nằm ngay bên dưới. Bọn họ phát hiện ra có một đường hầm khổng lồ, sau khi ném một cây pháo sáng xuống bọn họ bắt được một tín hiệu phía dưới kim tự tháp, nhưng xung quanh không có một thiết bị hay nhóm thám hiểm nào khác. Mọi người bắt đầu cảm thấy thắc mắc vì hôm qua mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng với kỹ thuật của con người thì nếu chỉ sau một đêm thì không thể tạo ra một đường hầm như thế này. Ông Way muốn xuống dưới kiểm tra nhưng Alyssa không đồng ý vì bọn họ không thể biết được phía dưới 2000 feet đó có thứ gì nguy hiểm đang chờ đợi. Tuy nhiên ông Way không nghe vì ông sống không lâu nữa, ông muốn trước khi chết có thể chứng kiến được lịch sử. Cùng ông đã tự mình dẫn đội xuống dưới, bên trên chỉ còn lại vài người. Chỉ là họ không biết Predator, kẻ săn mồi vũ trụ đang theo dõi bọn họ, vì đường hầm này chính là Predator đã tạo thành. Bên trong tàu vũ trụ, những Predator đã mang áo giáp chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó con tàu lặng lẽ lướt gần mặt đất, thả ra 3 con tàu nhỏ xuống mặt đất. Ngay khi chạm đất, bên trong 3 con tàu nhỏ bước ra 3 chiến binh Predator. Đoàn thám hiểm theo đường hầm xuống phía dưới, khi họ bật đèn pin lên, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sững sờ. Một kim tự tháp cổ đại trắng lệ sự sững trước mắt họ, chủ tịch Wayland nghĩ rằng bản thân thực sự sắp đi vào lịch sử nhưng không biết nơi này chính là nơi chôn thân của họ. Đoàn người không thể chờ đợi được nữa, khi mọi người bước vào trong kim tự tháp vô tình đã chạm vào cơ quan dưới chân mà không hay biết. Bọn họ không biết rằng những nguy hiểm đang chờ phía trước. Lúc này tất cả các cơ quan bắt đầu hoạt động, một căn phòng bí mật nằm ở dưới đáy kim tự tháp đang từ từ mở ra, bên dưới là một con quái vật bị vô số giữ lại kéo lên trên. Đó là một con alien chúa bị đóng băng cả trăm năm. Dưới sự kích thích của dòng điện khiến nó tỉnh dậy gầm lên đáng sợ. Dòng điện mạnh mẽ kích thích khiến cơ quan sinh sản đơn tính của nó phát triển nhanh chóng, vô số trứng của alien sinh ra. 3 con Predator xuất hiện, chúng có khả năng tàng hình và vũ khí mạnh mẽ. Nhóm thám hiểm trên mặt đất không phải là đối thủ của chúng, một người trong đội thám hiểm bị giết lại chỉ thấy mình bị đâm bởi một ngọn giáo nhưng lại không thấy hung thủ. Một người còn sót lại nhìn thấy đồng đội bị giết chết thì sợ hãi vội chạy đi. Ra ngoài anh thấy tất cả đồng đội của mình đều đã chết bị treo ngược lên, trong lúc sợ hãi anh cầm khẩu súng bắn trúng Sentik, đội trưởng của Predator. Sentik cũng không tàn hình nữa mà hiện ra, sau đó 2 Predator khác cũng hiện ra là SK và Chopper. Đây là Predator mới trưởng thành, những kẻ săn mồi này cần phải đi săn alien để hoàn thành lễ trưởng thành của mình. Nhóm thám hiểm dưới kim tự tháp không biết tất cả đồng đội bên trên đã bị giết chết. Bọn họ dựa vào những văn bản cổ trên tường đi vào ngôi mộ. Nơi này có 7 quan tài và xác ướp cổ tạo thành vòng tròn như một nghi lễ gì đó. Kỳ lạ là tất cả những xác ướp đều có một lỗ rất lớn ở ngực, có vẻ như bị cái gì đó chui ra mà họ đều không có dấu hiệu vật lộn, giống như tự nguyện hiến tế. Sau đó bọn họ tìm thấy một căn phòng chứa đầy xương cùng sọ người, bất ngờ từ bên trên rơi xuống một bộ xương quái vật bị vôi hóa. Bọn họ chỉ cho rằng đó là một loại bọ cạp tiền sử mà không biết đó là phê hacker quái vật sẽ giết chết bọn họ. Nhóm người thám hiểm phát hiện ra một lối đi khác. Chủ tịch Way đã chia mọi người thành 2 nhóm. Một nhóm ở lại tiếp tục quan sát, một nhóm khác tiếp tục xuống dưới tìm kiếm. Lúc này 3 con Predator cũng đã bước vào kim tự tháp. Trong căn phòng tiếp theo, nhóm người tìm thấy cái hòm đá lớn, bên trên là bộ khóa tổ hợp theo lịch dài của người Maya. Thời gian ngừng lại ở năm 1904. Ai đó đã đến đây mở nó ra vào 100 năm trước. Họ điều chỉnh lệch đến năm 2004 thì chiếc hòm đá mở ra, bên trong có 3 vũ khí. Lúc này Alyssa yêu cầu lên trên trạm săn cá voi dựng trại và ngày sẽ xuống sớm. Ông Way đồng ý và yêu cầu cấp dưới mang 3 vũ khí lên trên để nghiên cứu trước. Lúc vừa cầm 3 vũ khí lên thì cơ quan khởi động, cánh cửa duy nhất bị đóng lại, một lối đi xuống được mở ra. Lúc này lối ra căn phòng hiến tế kế bên cũng bị ngăn lại. Một thành viên nữ phản ứng nhanh dùng thiết bị để chặn cửa đá lại, nào ngờ thiết bị bị nghiền nát.
Ngay sau đó trên 7 quan tài xuất hiện những quả trứng nở ra, phê hacker bò ra bay đến tấn công mọi người. Không ai thoát được, đều bị ký sinh. Đồng thời lúc này Predator cũng đã tới cửa kim tự tháp. Họ phát hiện 3 vũ khí đã bị lấy đi mất liền vội chạy về phòng chứa vũ khí. Quả nhiên khi đến hòm đá thì 3 khẩu súng đã mất, điều này đã phá vỡ kế hoạch của họ. 3 con Predator chia ra làm 2 nhóm tìm lại vũ khí. Không lâu sau bên phòng hiến tế nữ thám hiểm tỉnh dậy, cô thấy đồng đội của mình đều bị con quái vật chặt đầu. Đột nhiên lúc này cô cảm thấy khó thở, một vết máu trên ngực hiện lên. Cứ như vậy ngực cô bị một con alien chui ra. Đồng thời nhóm còn lại dựa theo lối đi tìm cách thoát ra. Lúc này Predator tên Sentic đã tìm thấy nhóm hiện đang giữ súng của họ. Nó tấn công về phía nhóm người, một vài người đã bọn nó giết chết nhưng nhóm người dùng súng tấn công mạnh mẽ khiến nó phải rút lui. Lúc này kim tự tháp bắt đầu biến đổi, những bức tường đá tạo thành những không gian khép kín, một người trong nhóm rơi xuống trong không gian tam giác hẹp sau đó liền biến thành thức ăn cho alien con. May mắn kim tự tháp giữ cho buổi lễ trưởng thành của Predator có tính công bằng, cứ cách 10 phút tường đá sẽ lại thay đổi. Nhóm người lợi dụng cơ hội này để thoát ra nhưng một người trong số họ vô tình rơi xuống một nơi thấp hơn khiến cho anh ta trực tiếp bị gãy cơ quan đóng lại, nhóm người cũng không thể cứu được anh ta. Một con alien xuất hiện trực tiếp biến anh ta thành bữa tối. Lúc này ông Wade đã mất 2 khẩu súng, chỉ còn một khẩu cuối cùng, ông không muốn ra về tay không nên Alyssa chỉ có thể đồng ý đem theo. Cảnh này đã bị Sentic phát hiện bằng cảm ứng nhiệt. Sau khi tàn hình liền bắn ra tấm lưới tấn công về một người, sau đó thu nhỏ tấm lưới. Mọi người cố gắng cứu anh ta nhưng không thể, ngay cả con dao cũng bị gãy. Lúc này Sentic xuất hiện đi về phía bọn họ. Chỉ vung nhẹ hai tay đã hất bay 2 người, sau đó bóp cổ một người giơ lên, một ngọn giáo bay qua giết luôn người đang mặc kẹt trong tấm lưới. Alyssa thấy vũ khí muốn nhặt lên cứu người nhưng bị Predator tàn hình đá bay, ngay khi muốn giết chết cô thì nó bị cái đuôi sắc nhọn của alien đâm xuyên qua giết chết.